Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay Ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn Một chiếc xe mang thương hiệu Calondel Một thương hiệu cũng rất chi là nổi tiếng Chiếc xe này thì có size của hãng là size 51 Xe thì được trang bị bộ group Durac R9100 Full Carbon Chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại chín tám chín hoặc nhắn tin zalo cho em bác nào ở gần em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm cửa hàng có địa chỉ tại cổ dũng kim thành hải dương càng rất hân hạnh được đón tiếp các bác còn bây giờ thì em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc. Tất cả các đơn hàng thì em đều bao ship cho các bác và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Nhìn tổng thể thì chiếc canon đeo này thì cũng rất là đẹp, màu sơn rất là đẹp. Chất xe thì cực mới, xe về như nào là em trả các bác như vậy. Có bị lỗi hay bị chảy xước gì em cũng sẽ báo ngay ở trong video để cho các bác được rõ ạ. Xe thì có size của hãng là size 51 các bác nhé Màu sơn thì cũng rất là đẹp các bác ạ Đùi ca long đeo, đùi cả hãng luôn tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi cả hình thức chất lượng và giá cả nên là các bác cứ yên tâm mua hàng khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hình ảnh giấy tờ của xe khi ở bên nhật em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn hàng xịn và hàng chính hãng đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sẽ đầy nhật về các bác nhé Cầm xe thì cũng rất là mới, không bị chảy xước gì, tem mác còn nguyên và đầy đủ các bác nhá. Rất là mới và rất là bóng ạ. À. Lốp là lốp Continental 5000. Vành là vành halogan các bác nhá bánh carbon cao 6,4 phân phanh sau đu rắc tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe hết ạ rất là mới luôn yên cũng yên của hãng luôn các bác nhé tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe hết đầu là đầu vision phanh trước durac rắc đồng bộ vào nguyên bản theo xe rất là mới luôn các bác nhá vành là vành halogan lốp là lốp continental tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe cũng còn rất chi là mới và tem mắc đầy đủ các bác nhé độ mới rất là cao ấy ạ và em báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Giá của chiếc xe này là 105 triệu. Cửa hàng em thì có ship code và bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Bác nào mà thích cái dòng xe này phù hợp với size số của mình, phù hợp với tài chính của mình thì cứ nhấc máy lên và alo ngay cho cửa hàng để cửa hàng tư vấn thêm cho các bác. Và cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau Hàng về liên tục Bác nào mà thích cái dòng xe nào Sai số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền Thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng Cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn và phù hợp nhất với các bác có thể ạ Khung sườn mặt trái mặt phải Đằng trước đằng sau ấy không có một chút gân gợn chảy xước nào các bác nhá Màu sơn thì cũng rất là đẹp Đùi đĩa ca đeo Tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe. Độ mới thì rất là cao, chất xe thì cực đẹp luôn. Các bác nhớ đăng ký kênh bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Daily Đu rắc đồng bộ và nguyên bản theo xe. Rất là mới. Đẹp long lanh lóng lánh luôn. Phanh sau Shimano R9170 Japan. Rất là mới. Đấy các bác nhìn không? rất là mới và rất là bóng ạ. Không chê vào đâu được các bác nhé một chiếc canon đeo full carbon màu sơn thì rất là đẹp luôn vành bánh lốp láp tem mát đầy đủ độ mới rất là cao Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc Canon đeo Chiếc xe này có size của hãng là size 51 Xe thì được trang bị bộ group Durac R9100 Full Carbon à, Cảm ơn các bác đã xem video của em Các bác nhớ đăng ký kênh và nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng Và chia sẻ bạn bè giúp em Em cảm ơn các bác rất là nhiều Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau Em xin chào các bác ạ